Từ cuối năm 2023, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt đã trở thành đơn vị đầu tiên khu vực Tây Nguyên chính thức triển khai thành công phương pháp Phakic ICL thuộc nhóm kỹ thuật tân tiến bậc nhất thế giới trong điều trị tật khúc xạ cận viễn loạn cao độ, giúp mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Phakic ICL là phương pháp phẫu thuật đặt thấu kính nội nhãn để điều trị tật khúc xạ không dùng tia laser để xóa cận như các phương pháp phổ thông khác. Điều đặc biệt, thấu kính nội nhãn với thông số được cá nhân hóa theo độ khúc xạ và kích thước bên trong mắt của người bệnh, được đặt vào vị trí sau mống mắt, trước thủy tinh thể. Đây là phương pháp phẫu thuật tối ưu dành cho những bệnh nhân bị cận loạn cao từ 8 đến 9 diop trở lên hoặc giác mạc mỏng. Sau khoảng 6 tháng thực hiện đặt phẫu thuật Phakic tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt, thì kết quả ghi nhận được rất là tốt. Bệnh nhân của chúng tôi từ 18 cho đến 45 tuổi và đã đạt được những cái thị lực có thể nói là tuyệt vời. Bệnh nhân rất là hài lòng với thị lực, cả những bệnh nhân đạt đến 12/10, không hề bị chói lóa, quay trở lại sinh hoạt ngay sau 48 giờ sau phẫu thuật. Bệnh nhân mong muốn để được điều trị tật khúc xạ với độ cận cao thì bệnh nhân phải đi đến những cái trung tâm lớn như Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị, gây ra tốn kém chi phí và cả thời gian. Chính vì vậy thì chúng tôi quyết định đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho bệnh nhân tại khu vực Lâm Đồng và khu vực lân cận để mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Cận với loạn thì cả trên 10 độ nên đeo kính nó dày, nó vướng víu. Thì lúc đó thì mổ, nhưng mà thời gian về thì mình thấy nó khỏe hơn, nó không cần kính này, con mắt nó đôi mắt nó nhẹ nhẹ hơn. Với mổ xong mà thấy rõ dần luôn, xong rồi lên ngủ một giấc xuống khám mắt không ngờ là được 10 trên 10 luôn, không ngờ luôn, kiểu cảm giác giống như là bất ngờ luôn á, cảm giác vui á là mình thoát được cái kính rồi. Sau hơn 3 tháng, hiện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt đã triển khai gần 10 ca điều trị Phakic, trong đó có các ca độ cận rất cao lên đến 10 diop và một số ca có giác mạc mỏng, không điều trị được bằng phương pháp LASIK thông thường.